ơn các bạn đến với kênh Vlog của Viện Nhiếp Quảng cáo Chim Cô Đô. Và đây là series Tội Gì Cũng Hỏi, nơi mình trả lời mọi người các câu hỏi liên quan đến nhiếp ảnh trong studio. Series buôn chuyện tám nhảm. Nào, hôm nay chúng ta có một câu hỏi rất hay đến từ Mận Liên. Mận Liên có hỏi rằng là: anh Chim ơi, thì khi làm báo giá thì em phải làm kiểu gì và có các hạng mục gì cần phải báo? Nào, đây là một câu hỏi cực kỳ thú vị mà mình nghĩ là tất cả những ai ấy mà làm trong ngành này đều muốn biết cả. Báo giá thế nào, báo giá kiểu gì? Nào, chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm một cái dự án ấy thì chúng ta sẽ có các cái khoản đầu mục chi phí, đúng không? Và tùy vào tính chất của từng dự án, nó to, nó nhỏ và các khách hàng khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái hạng mục để chúng ta có thể triển khai được. Nếu đối với các dự án lớn, chúng ta sẽ có những cái vị trí kiểu như là producer, rồi thì là creative director, art director, xong rồi thậm chí là colorist, rồi thì là prop stylist, rồi assistant prop stylist, rồi có rất nhiều các loại. Thì ở đây ấy, mình sẽ liệt kê ra, hầu hết đối với những bạn mới bắt đầu vào cái ngành này ấy, thì mình sẽ liệt kê ra một cái dự án gọi là tầm nhỏ nhỏ nhé. Để chúng ta xem là để chạy được một cái dự án tầm nhỏ nhỏ như vậy ấy, thì chúng ta cần bao nhiêu chi phí. Bởi vì cái quan trọng nhất ấy, mình thấy là hầu hết học viên của mình khi mới bắt đầu ấy, hay là mời các bạn mới bắt đầu ấy, thì chúng ta gặp cái vấn đề là chúng ta lấy giá quá thấp. Cái việc lấy giá quá thấp này nó sẽ đến tình trạng gì? Chúng ta có thể sống ban đầu được, nhưng mà nếu chúng ta kéo về dài hạn ấy, thì nó sẽ không có cái gì nhỉ? Nó không có lãi, nó thậm chí nó còn lỗ cơ. Nếu khi mà chúng ta đã không có lãi mà chúng nó lỗ ấy, thì chúng ta sẽ không có tiền để tái đầu tư lại cho nó. Vì thế nên chất lượng của chúng ta ấy, nếu mà chúng ta làm càng lâu chất lượng nó càng xuống. Và các bạn team mình đi, chủ khoảng tầm 1 đến 2 năm ấy, thì 90% các cái team sản xuất về nhiếp ảnh mới đều phá sản cả. Hoặc tan rã, tách chỗ này, nhập chỗ kia, ông này bà kia đi chỗ này chỗ kia, gần như là tan rã hết. Bởi vì thứ nhất là không đủ sống. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là để chạy một cái dự án điển hình như là dự án food đi, thì chúng ta sẽ có bao nhiêu các hạng đầu mục ở cái mức nhỏ nhất. Để chạy được một cái dự án food đi, thì chắc chắn là chúng ta phải cần có gì nhỉ? Bây giờ chụp ảnh cũng cần có photo rồi. Đầu tiên là photo, từ hạng mục thứ hai là stylist, tất nhiên rồi. Thứ ba là gì nhỉ? Thì phải có support, để có đứa nào đến đi theo để bày đồ, rồi đi set đèn. Cần ít nhất là một đứa, thông thường cần hai. Ảnh kia sau mình chụp xong ấy phải có đứa sửa, retouch. Đấy là tiền nhân lực nha. Còn trang thiết bị chúng ta có gì? Máy ảnh. Mọi người bảo là thế máy ảnh thì khách hàng bảo là thế em có máy ảnh mà. Nhưng mà mình xin hỏi mọi người là máy ảnh mọi người từ đâu mà có? Nó phải là từ trên trời đi xuống không? Máy ảnh ta phải mua mà, nên chúng ta phải tính chi phí vào đấy chứ. Còn không thì ta thấy cuối năm mẹ tự nhiên em dư ra tới 40-50 triệu, nhưng hóa ra 40-50 triệu với tiền máy ảnh nha, tính cho kỹ, không kẻ cuối năm lại thấy lãi nhiều quá. Chúng ta có máy ảnh nè, máy ảnh tất nhiên phải có ống kính rồi. Lighting là kiểu đèn đóm này, các cái trang thiết bị phụ kiện, chân đèn, tức là nhằng tản sáng, dù chứ các thứ. Chi phí lại nữa, đi lại ăn uống, chúng ta phải di chuyển đồ mà. Shot chụp hàng ngày thì chúng ta buổi trưa chúng ta phải đi ăn mà, cứ tính hết vào, không lại thấy lãi nhiều quá. Để có cái đồ trang trí cho cái set chụp ấy, chúng ta có một prop. Rồi, còn lại thì các cái chi phí khác thì mình tạm thời mình chưa tính nha. Nó sẽ có các chi phí lớn hơn, nó sẽ có như mình nói ban nãy, chúng ta sẽ có gì nhỉ? Thậm chí chúng ta còn có chi phí lên concept cơ. Đối với các dự án lớn thì chúng ta phải lên concept và chúng ta đi pitching duyệt cái này cái kia, nó rất là nhiều. Và chi phí lên concept thường rất là đắt. Producer đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ có các chi phí về quản lý rủi ro của dự án nữa. Thì thông thường một dự án nó khoảng 50-10% chi phí rủi ro, chúng ta chart cao lên ấy để có các chi phí phát sinh. Chúng ta sẽ có đấy, có stylist. Các dự án lớn chúng ta sẽ có gì? Có prop stylist. Prop stylist là chuyên đi lấy prop. Props mà nhiều quá thì phải có prop stylist assistant. Đấy. Thì photo có assistant, thì stylist có assistant. Nếu mà có prop stylist nữa thì sẽ có là prop stylist assistant. Thì phần sửa ảnh á, retoucher mà chưa đủ ấy, thì lại phải có đứa nhìn màu, đứa làm màu, đứa colorist. Ok, rất nhiều luôn. Nhưng mà sương chúng ta lựa chọn các dự án nhỏ thôi. Nào bây giờ chúng ta xem là thế thì một ngày chắc bao nhiêu tiền? Bây giờ một ngày chắc bao nhiêu tiền, chúng ta phải tự đặt câu hỏi với bản thân chúng ta là một tháng chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền thì chúng ta cảm thấy thỏa mãn. Ví dụ với mức sống hiện tại, với một photo mình cứ cho là một tháng mọi người kiếm được khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? 20 thì thấy ít thôi, 30. 20 ít quá, 20 thì kiểu không đủ làm nghề luôn. 30 vậy,
30 một tháng chúng ta làm bao nhiêu ngày? Cái nghề này thông thường là chúng ta làm ngày ta nghỉ một ngày ấy. Nếu mà chúng ta chụp liên tục chúng ta chết luôn ấy. Nên là một ngày một tháng chúng ta có 30 ngày, chúng ta trừ đi 4 ngày nghỉ nhá, là chúng ta còn 26 ngày. 26 ngày chúng ta làm việc một nửa thì chúng ta có 13 ngày. Rồi 13 ngày ấy, mà chúng ta muốn được 30 triệu ấy, thì mỗi ngày chúng ta phải được khoảng tầm 3 triệu, 2 triệu rưỡi đi, hơi 3 triệu nha. Rồi vì có phải 13 ngày đi làm hết đâu. Như vậy photo 3 triệu một ngày, thông thường chúng ta phải làm hơn một ngày đấy, chúng ta không phải làm 8 tiếng thôi, lần nào cũng 10 tiếng, 12 tiếng thôi. Stylist thì cũng phải tầm đấy, 3 triệu. Support 500 nghìn, dưới 500 không ai làm đâu. Kiểu e cổ nó bưng đèn, bưng đóm cho chúng ta cả ngày không được 500 nó không làm đâu. Retouch thì cũng phải tầm 2 triệu. Camera, máy ảnh đấy. Ở đây mình tính là chúng ta không mua máy ảnh cho đi thuê nha, thì cho nó rẻ nhất. Đi mua máy ảnh nó đắt, đi thuê máy ảnh khoảng tầm 600-700, một thân máy chụp commercial đúng không? 5D Mark 3 hay là kiểu Mark 4 hay là kiểu 6D2 Mark 2 gì đấy, tại thời điểm hiện tại 700. Lens, ống kính, chúng ta cần mấy cái lens nhỉ? Một cái 50 này để chụp flash lay này, một cái 100 để chụp macro này, một cái 24-70 cho nó đa dụng, trên 50-100 nó hơi bí. Như vậy chúng ta có 3 lens nha, 3 lens rẻ lắm chứ, 1,2 triệu đúng không? Đi lại ăn uống 500, khỏe ít. Prop 1 triệu. Cộng tổng lại là bao nhiêu? Như vậy 13 triệu là không có lãi nha. Thì làm freelance đấy. Nếu là đi thuê hết mà là chúng ta phải trả tiền hết. Chúng ta chỉ giữ lại có bao nhiêu? Có 3 triệu chúng ta thôi. Còn lại chúng ta trả nhân công hết. Như vậy 13 triệu là không có lãi. Khi chúng ta là thành lập công ty thì bao nhiêu? Khi chúng ta thành lập công ty chúng ta phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Bao nhiêu phần trăm? 22%. Thì chúng ta khai lương khai lậu thứ vào rồi sau khi chúng ta quyết toán một năm ấy thì cùng lắm thì chúng ta cũng chỉ bớt được tí thôi, không nhiều lắm đâu. Thì chúng ta thấy là mình theo kinh nghiệm của mình ấy, từ 13 triệu nó sẽ lên khoảng tầm 15 triệu, chúng ta phải thêm 2 triệu nữa để đóng thuế ấy. Vì thuế nó sẽ đánh trên cái phần lãi, và ngành này đầu vào rất là ít nên lãi rất nhiều. Nên là mọi người cứ tưởng là kiểu lãi thôi, kiểu đến cuối năm lại ghê, cuối năm đến thò 200 triệu, cùng thuế vào nó cắt mất tầm độ 40 triệu. Và đấy là không có lãi, doanh nghiệp không có lãi. Công ty thì phải có lãi chứ. Lãi bao nhiêu phần trăm? Thường 30%. Thì thôi từ 15 triệu thì phải lên 20 triệu rồi. Thôi cho gọi là 15 hay là 20% vậy. Cho từ 15 đến 18. Gọi là công ty có tí lãi thôi, chả có được mấy đồng ấy. Thì 18 triệu là một chi phí tối thiểu cho một team làm ở tầm trung mà có xuất hóa đơn VAT, mà công ty làm vẫn có lãi. Nên tất cả những cái team freelance nào ấy báo giá dưới khoảng tầm 13 triệu trở xuống ấy, hoặc dưới 10 triệu ấy, thì chắc chắn là không có lãi luôn. Nghe thì có vẻ thừa ra tiền thôi, nhưng mà thực ra tiền đấy là tiền chúng ta đã đầu tư từ trước rồi và chúng ta không thể lấy lại được. Và chúng ta thấy rằng là ví dụ là cuối năm chúng ta mua một bộ máy ảnh 50 triệu đúng không, chân đèn cái thứ chúng ta tầm 30 triệu nó 80 triệu, nhưng chúng ta không bao giờ cho chúng ta tính cái đấy vào cái chi phí sản xuất, thì như vậy là sai. Và chúng ta cuối năm chúng ta tưởng lãi thôi nhưng mà lỗ trồng vó luôn. Nên là chúng ta thấy được rằng là cái việc tính chi phí ấy, nó sẽ phải dựa trên rất là nhiều yếu tố. Chúng ta làm freelance hay không, chúng ta có thể lập công ty hay không, thì đấy là cái cách tính gọi là sơ lược nguyên thủy nhất thôi. Còn cách tính mà tính kỹ là có tí tỉ các loại cách tính luôn, và cách tính mà chúng ta tính kỹ ấy, giá còn lên rất nhiều luôn. Nên là từ một team ấy, từ freelance ấy, mà lên thành công ty ấy, thì giá nó lên gấp rưỡi bởi có rất nhiều chi phí. Như vậy chúng ta thấy rằng là đây là một cái dự án rất cơ bản thôi. Và mình chỉ liệt kê cho mọi người thấy là các cái đầu mục của gì nhỉ? Của từng cái hạng mục đến một, nó là bao nhiêu thì tối thiểu để chúng ta có thể sống được. Và chúng ta có thể có các cái khoản mà gọi là khoản dư ra để chúng ta có thể tái đầu tư lại cho trang thiết bị cũng như là cho nhân lực. Thì nếu mà chúng ta làm được ấy, chúng ta làm được ở mức là có lãi ấy, thì chúng ta mới phát triển được. Còn không thì chỉ khoảng tầm 1-2 năm là bay hết luôn. Tất cả các nhân sự mà đầu tư tiền nong các thứ vào là lỗ trồng vó luôn. Và chúng ta thấy được rằng là để làm ăn một cách tử tế lâu dài ấy, thì chi phí không hề rẻ luôn. Và chúng ta phải tính được các chi phí đó một cách tương đối. Bởi vì nếu mình tính như thế này vẫn là tính rất sơ sài, tính ra khéo vẫn không có lãi mấy đâu. Nên chúng ta thấy rằng là cái việc tính toán ấy, nó phải dựa trên là tất cả những cái yếu tố
mà chúng ta tham gia vào quá trình sản xuất đều phải được tính hết. Bởi vì nếu chúng ta không tính lương cho chúng ta ấy, thì chúng ta sau này chúng ta không thuê được ai để làm cả. Chúng ta suốt đời đây làm luôn. Và thực ra chúng ta lấy công làm lãi rồi, chúng ta không có, thực ra là công ty không có lãi. Thì như vậy ở trong cái vlog này ấy, thì mình đã trình bày cho mọi người một cái bảng để cho chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta làm một cái dự án nhiếp ảnh ấy, sơ khai như là food thì chẳng hạn, nó đã có từng đấy hạng mục chi phí rồi. Và chúng ta phải break down được các hạng mục chi phí này ra để khi đưa cho khách hàng ấy, thì họ thấy hợp lý. Cả nhiều khi nó nhìn là ôi em ơi sao lại có lens nhỉ, sao lại có máy ảnh nhỉ. Vì bảo lens em phải mua mà, máy ảnh em phải mua thì nó phải tính tiền vào đấy chứ. Nó sao lại có đi lại ăn uống em, chứ không có đi lại à, thì ăn uống mà cái gì, buổi trưa không ăn à. Ha, tốn phết đấy. Nếu tính chi ly ra thì chúng ta thấy là rằng là sẽ tốn rất nhiều chi phí để còn chạy được một dự án. Và mình hy vọng rằng là những cái tip rất nhỏ như mình trình bày cho mọi người như thế này ấy, nó sẽ vẽ cho mọi người một cái bức tranh sơ lược là một cái dự án chạy nó cần có những chi phí gì. Và hy vọng rằng nó sẽ là một cái barem để cho chúng ta có thể ước lượng được cái chi phí khi mà chúng ta đi sản xuất. Bởi vì khi mà chúng ta làm báo giá mà càng chi tiết bao nhiêu ấy thì khách hàng nó càng nể chúng ta bấy nhiêu thôi. Và đây cũng là một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc đi xin tiền ấy. Ngày xưa mình đi xin tiền đoàn đội ấy thôi. Kiểu xin một gói em tôi xin tổ chức giải bóng đá, xin mời tiền, xin 70 triệu. Anh chỉ có 50 triệu thôi. Nhưng khi mà mọi người xin 70 triệu ấy, mà mọi người list ra một cái danh sách khoảng tầm độ 30 đầu mục ấy, thì mọi người sẽ xin được 70 triệu. Bởi vì 30 đầu mục một cái khi gửi lên trên trường người ta không gạch được đầu mục cả. Tất cả các đầu mục đấy đều hợp lý thì nó không có lý do gì nó gạch cả. Còn chúng ta xin một cục tiền nào bị gạch thì đấy là cái tip để chúng ta đi xin tiền khách hàng. Báo giá là xin tiền mà. Như vậy thì mình hy vọng là những cái tip này sẽ giúp cho mọi người xin được nhiều tiền của khách hàng và chúng ta sẽ có được một cái team tốt với một cái gọi là một cái năng lực và một cái tài chính tốt để chúng ta có thể duy trì qua năm tháng. Nếu mọi người có những câu hỏi gì muốn đặt cho Chingudo thì mọi người có thể là gì nhỉ? Điền vào cái form ở phía dưới hoặc là mọi người comment trực tiếp cũng được. Thì admin của nhà Chim sẽ collect những cái câu hỏi này và sẽ làm các vlog để trả lời mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các vlog lần sau của học viện nhiếp ảnh quảng cáo Chingudo.